Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa sinh học 8 trang 124, đề bài như sau. Em hãy cho biết hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết 2 la mã cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu ở hình 38.1 sách giáo khoa trang 123. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi vào lời giải chi tiết. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu bao gồm có 4 cơ quan, đó là thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái. Trong đó, thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu. Mỗi cơ thể người gồm có 2 quả thận, mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu. Mỗi đơn vị chức năng gồm có cầu thận, thực chất là một búi mau mạch máu. Nang cầu thận, thực chất là một cái túi gồm có 2 lớp bao quanh quả cầu thận và ống thận. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 124.